Bắt đầu nói nhé. Nói tên là... Tôi là Đàm Văn Đồng, đấy, thôn 10 xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Thế thì vào khoảng 5 giờ chiều nay là chúng tôi... 3 giờ chiều nay là chúng tôi ở từ Bộ Tài nguyên Môi trường về đến nhà. Thì chúng tôi có ra thăm lại cái khu đất mà chúng tôi bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cưỡng chế ngày 24 mà chúng tôi đã rào lại và chúng tôi đã trồng cây. Đấy, thế chúng tôi ra thì trong đó là có 6 người chúng tôi ra để kiểm tra lại những cái cây chúng tôi đã trồng. Thế thì chúng tôi trên đường đi về đến vào đến chỗ nhà ông Tần, xóm 1, xã Xuân Quan rồi. Thế thì vào đến tận nhà rồi thì là một số xã hội đen. Một số xã hội đen của cái công ty Việt Hưng. Đấy, công ty Việt Hưng nó thuê. Dừng lại đi, ở đây phải được phép của giám đốc bệnh viện mới được quay. Thế thì anh ra ngoài cổng cho em. Anh đi ra ngoài cổng cho em. Nhưng mà anh ơi, cứ là có cái quy định nào về văn bản về cái đấy không hả anh? Quy định thì ở đây tức là phải được sự đồng ý của giám đốc. Nếu như em muốn đến quay, em muốn đến làm phóng sự em